nay mấy con tu hành có tiến bộ không con? Tiến bộ chắc tiến bộ lắm, khá lắm, cái gì nhiếp tâm đến nào cũng tu tốt hết. Hôm nay thì thầy sẽ hỏi trước cô, con nghĩ Châu con tập như thế nào, con đến tình nào thì nghe nghĩ Châu. Nghĩ Châu con nghĩ Châu con cứ đến trình bày cho thầy nghe con. Thức tư đặt nhiếp tay nhiếp tâm an trú cho được chưa, hái thầy thử con. Đúng câu trình bày câu trình bày cách thức tu tập. Giờ con ở trong cái trạng thái nhiếp tâm không vọng tưởng để an trú tâm vọng tưởng 30 phút. Rồi con trình cho thầy nghe có cái nhạc hay thì thử một cái. Trước kia thì con chưa tỉnh thức được cái tinh thần, nhưng bây giờ con thấy được là con nhiếp tâm sau 30 phút mà cái ý thức của con rất là kém, con nhiếp được những hơi thở, năm hơi thở vô ra và con đến nó không lộn trong 30 phút, và cái câu hướng tâm nó cũng không mất, luôn luôn là hiện lên trong 30 phút đó. Thứ hai nữa là để những miệng thở thì con thấy là nó không tắm, nó không có miệng thở nữa. Khi mà con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ cái tâm con nghe nó an trú được không? Dạ, khi con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì tâm của con nó theo dõi, nó biết được cái thân này, nó theo dõi, nó luôn vào cái hơi thở và nó biết được cái thân rất là an ổn, từ hơi thở vô ra. Vì luôn luôn lúc nào con thấy là trước 30 phút trong cái thời gian mà tu tập 30 phút hoàn toàn nó an trú một cách rất yên ổn không con? Con về con lưu ý ở trên con đường tu tập như thầy đã nói, nó không phải có một cái phương pháp nhiếp tâm an trú trong thân, trong cái hơi thở, trong cánh tay hoặc là trên bước đi của chúng ta ngày nào cái tiến một chút, mà nó có những cái phương pháp khác như chúng ta tu tập năng á diệt á sinh thiện tăng trưởng thiện của pháp lý chúng cần, cũng sẽ đi vào cái chỗ bất động tâm, đi đến cái chỗ tứ niệm xứ. Nó có hai cái lộ trình để chúng ta đi vào, hai cái lộ trình nó có hai cái tên pháp rất cụ thể để các con lưu ý. Ví dụ như mấy con nhiếp tâm, nhiếp tâm là đó là cái phương pháp thứ nhất, nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô, nhiếp tâm trong bước đi tức là đi kinh này, nhiếp tâm ở trong cái thân hành mà hơi thở thì gọi là nhiếp tâm trong thân hành nội, mà nhiếp tâm trong cánh tay hay bước đi là nhiếp tâm trong thân hành ngoại. Đó là nhiếp tâm. Nhiếp tâm được rồi 30 phút bằng nhiếp tâm không niệm vọng tưởng trong 30 phút bằng các pháp như lý thể ý, có phương pháp hẳn rồi. Cho nên vì vậy, ví dụ như các con nhiếp tâm trong cái hơi thở, hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, đó là pháp như lý tác ý, hay hoặc là pháp hướng tâm, dẫn tâm mình vào cái hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, đó là cái pháp dẫn nó vô cái hơi thở. Rồi bắt đầu bây giờ đó, mình lại dẫn nó từng hơi thở, hít, đó là dẫn nó từng hơi thở bằng ý thức của chúng ta, tác ý, hít, thở, một hít thở, hai hít thở, ba hít thở, bốn hít thở, năm dừng lại, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết, tức là tác ý dài rồi, còn tác ý dài để nhắc chúng ta nữa. Rồi bắt đầu hít thở từng hơi thở, dắt nó từng hơi thở để rồi nó hít thở cho đến đúng năm, rồi là dẫn dắt trước 30 phút không có niệm nào hết. Đó là cái phương pháp đầu tiên gọi là nhiếp tâm. Nhiếp tâm mà cái phương pháp như vậy gọi nó có cái tên, cái tên tu tập đó là cái pháp thân hành niệm.
cái tên mà cái pháp để mình tu tập ở trong cái hơi thở của mình, hoặc là cánh tay đưa ra vô, gọi là thân hành niệm. Nhưng mà thân hành niệm này không phải là thân hành niệm để luyện nội lực, mà thân hành niệm này để luyện cái sức tỉnh thức của chúng ta, tỉnh giác của chúng ta. Nó tỉnh, nó mới chú ý được cái hơi thở ra và hơi thở vô của nó ra. Cái pháp đó gọi là pháp thân hành niệm, tu trong cái pháp thân hành niệm, nhiếp tâm. Rồi kế cái giai đoạn nhiếp tâm đó, khi mình nhiếp tâm được trong 30 phút dẫn bằng pháp như lý tác ý, 30 phút không có một vọng tưởng nào hết. Không có vọng tưởng, các con nhớ kỹ, không phải là tôi chơi đâu, tôi thật đó. Không vọng tưởng, nếu có vọng tưởng, lui lại. Nếu còn có một niệm mà xét vô, nhá vô cái biết liền, nhưng mấy con lui lại liền. Còn tu có, thay vì 30 phút, tu còn 25 phút. Mà nếu trong 25 phút mấy con tu còn nữa, còn một niệm xét vô, thì mấy con lui lại còn 20 phút. Mà 20 phút còn niệm xét nữa, thì mấy con lui lại còn 15 phút. 15 phút mà tu tập sáng được mà chiều nó còn một niệm xét, thì nó một niệm thôi, chỉ một niệm thôi, là mất căn bản mấy con rồi. Mấy con tu ở trong cái pháp mà nhiếp tâm trong thân hành niệm, hoàn toàn đạt được chất lượng là không niệm, chủ động đến cái mức độ là tâm không khởi một niệm nào được hết, thì mới chấp nhận cho mấy con căn bản tu tập. Còn một niệm mà mấy con tu tập nữa thì mấy con không thể đi tới được nữa. Nghĩa là tu tới pháp nào thì mấy con cũng dậm chân tại chỗ, không kèo cao lên được nữa. Coi như cái căn bản mấy con không đạt được. Ví dụ như một học sinh mà mới vào lớp 1 mà giờ nó không nhận cái ra dạng chữ A, B, C, nó gì nhận không được, nó đọc theo kiểu thuộc lòng của nó. Bây giờ đưa cái bảng, đưa cái hình dáng chữ, nó nhận chữ A nó không ra mà chữ B nó không ra, làm sao nó ráp lại nó đọc? Thì nó làm sao nó lên lớp 2 được mấy con? Nó đọc chữ không được thì làm sao nó lên lớp 2? Còn mấy con bây giờ cứ có vọng tưởng hoài, làm sao mấy con lên cái lớp an trú được? Thì mấy con đâu có tu tập an trú được. Mấy con thấy bây giờ ngồi tu nó chỉ trong 30 phút mà chỉ thỉnh thoảng có một hai niệm thôi, 30 phút chỉ có một niệm kẹt thầy cũng không chấp nhận. Nghĩa là trong ví dụ như một cái lớp 1 học trò đến học thì phải những cái chữ cái nó phải nhìn ra cái dạng chữ, rồi người ta bắt nó ráp chữ lại để rồi đọc chữ. Mà nếu nó không có nhận ra cái dáng chữ đó, chữ A, chữ B như thế nào thì bây giờ nó ráp là sao nó ráp được đó. Thì mấy con thấy rằng mấy con sẽ không bao giờ mấy con sẽ tiến tới được cái lớp an trú. Mà cái lớp nhiếp tâm mà không đạt được thì cái lớp an trú không được. Buộc lòng mấy con phải lui lại cái thời gian ngắn nhất mà như thầy đã dạy mấy con, từ một cánh tay đưa ra đưa vô rồi nghỉ. Nghĩa là một cánh tay đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thì mấy con đưa ra, đưa vô. Thế có vọng tưởng không? Có, thì đạt nghỉ. Nhưng mà nghỉ chừng khoảng chút xíu, chúng ta sẽ đưa ra đưa vô lần nữa. Như vậy chúng ta tu suốt 30 phút vẫn không nghỉ. Nhưng đây là một lần đầu chúng ta tập. Kế đó trong một tuần lễ chúng ta tu tập như vậy, sau đó tuần sau thì chúng ta thấy nó nhuần quen cánh tay đưa ra, thì chúng ta đưa hai lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra, đưa vô, đưa tay ra, đưa ra, đưa tay vô, tôi đưa, hai lần. Rồi lần lượt chúng ta sẽ tăng dần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, tới 20 lần, tới đúng 30 phút, hoàn toàn đưa tay vô không được, thì chúng ta mới đạt được cái lớp học, mới đạt được cái lớp học căn bản của chúng ta, nhiếp tâm và an trú. Mấy con thấy chưa? Chứ còn nếu mà mấy con còn niệm là thôi rồi, mấy con có tu dậm chân tại chỗ mất đi, thì mấy con không thể nào mà đạt được trên cái chỗ mà cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 là mấy con đã nhiếp được rồi, nhưng chỉ còn cái pháp tác ý nó khác. Cái pháp tác ý như đầu tiên chúng ta tác ý như thế nào? Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Nhưng đến cái pháp để an trú thì nó lại khác. Trong thời gian nhiếp tâm không niệm khởi, có an trú chúng ta không chấp nhận được. Chúng ta chỉ biết nhiếp tâm cho nó chặt thôi, còn có trạng thái an trú, đó là sai. Đó là tự nó xuất hiện. Chúng ta biết tự nó xuất hiện, tức là xuất tưởng hy lạc. Nó xuất hiện ra, nó làm cho chúng ta an, nó là cái sai, không đúng. Còn chúng ta dẫn nó vào an trú thì đúng. Như bây giờ, chẳng hạn bây giờ, bắt đầu tôi tập đến cái lớp thứ 2, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thì bắt đầu thầy đưa ra, đưa vô, thầy làm thinh, không nhắc đưa ra, đưa vô gì hết. Thầy đưa ra đưa vô, thầy đến 1, đưa ra đưa vô đến 2 cho đến 5, thầy nhắc lại một lần nữa.
Nhưng mà đưa ra đưa vô mà khi đó thầy cảm nhận được cái sự an ổn của thân và tâm của thầy, thì thầy không tác ý nữa, thầy cứ đưa ra đưa vô để mà tập trung tâm, cái cánh tay đưa ra vô trong thời gian kéo dài. Kéo dài coi khoảng thời gian nó bao lâu, sự an trú này bỗng dưng nó mất. Nó mất là vì nó có một cái niệm như vậy, là chúng ta chưa nhiếp tâm trọn vẹn, cho nên chúng ta phải an trú bằng cái phương pháp, bằng cái phương pháp, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ an trú một lần mà nó an trú được. Cho nên chúng ta sẽ ví dụ đưa ra đưa vô này 10 lần như thế này, thì chúng ta nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra đưa vô, để cái sự an trú đó nó lần lượt nó tăng dần rồi an trú. Tập chừng nào mà chúng ta chỉ nói một lần, tác ý một lần đầu và cuối cùng đưa tay ra vô như thế này, cho đến khi đúng 30 phút mà hoàn toàn an trú, không có một niệm nào hết, thì đó là cái kết quả của sự tu tập của pháp thứ nhất thân hành niệm, tỉnh thức trên thân hành niệm. Thì chúng ta khi mà tới đây rồi thì chúng ta không được tăng lên cái thời gian, không tăng lên trên sự an trú nữa. Có thể an trú tăng lên được nhưng mà sai pháp, bởi vì tới đây thì chúng ta không còn tu cái pháp của cánh tay đưa ra vô hoặc hơi thở hít vô thở ra để tăng cái thời gian lên, mà chúng ta chuyển cái phương pháp, cái tâm an trú này chuyển nó qua cái pháp tứ niệm xứ. Thì trong khi pháp tứ niệm xứ thì mấy con thấy tác ý như thế nào? Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi đây tự nhiên để cái tâm mình hoàn toàn ở trên cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chớ không nương hơi thở. Nhưng lúc bây giờ mình đã tu nhiếp tâm và an trú, nó đã quen với hơi thở rồi, thì nó vẫn thấy hơi thở ra vô. Nó vẫn thấy hơi thở ra. Tại vì mình không nhiếp trong hơi thở, nhưng mà mình tập hơi thở, nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, thì nó phải nương vào hơi thở. Nó không cách nào khác hơn đó. Nhưng lúc bây giờ là nó ở trong hơi thở, nhưng cái mục đích của nó để mà tập trung đó, là nó tập trung trong chỗ bất động tâm, thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải hơi thở. Nhưng nó biết hơi thở. Nói con phải biết phân biệt được cái chỗ đó thì đó mới bước đầu vào tu tứ niệm xứ. Cái pháp đó, cái pháp mà chúng ta tu tập đó là cái pháp thân hành niệm, nhiếp tâm và an trú. Vậy ở đây mấy con thấy người nào mà nhiếp tâm được trong 5 phút, trong 10 phút, trong 20 phút hoàn toàn không có niệm, thì các con lần lượt tu tập để tăng dần cho đến 30 phút nhiếp tâm. Đừng có vội an trú, thấy nó an an rồi mấy con tác ý an thì mấy con sai, bởi vì còn vọng tưởng mà mấy con tác ý nữa là sai, không đúng. Đây là cái pháp thân hành niệm, nhiếp tâm và an trú. Còn những người mà vì nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là trong cái bước đi của mình, hoặc là trong cánh tay của mình, nó có những cái trạng thái làm cho rối loạn hô hấp, làm cho dễ sanh những cái bệnh căn nhức đầu, thì lúc bây giờ mấy con sẽ tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Nhưng pháp tu chánh cần nó cũng gần giống như tứ niệm xứ, nhưng mà khác. Nó cũng tác ý giống vậy, nhưng mà nó khác là gì? Nó không phải ở trên cái chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, mà nó nhìn cái ý, cái tâm của nó để khởi niệm. Nó nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì nó cũng ngồi yên lặng. Nó không dùng cái hơi thở, nhiếp tâm nó cũng dùng gì hết. Cho nên tâm nó lúc bây giờ dễ có vọng tưởng, bởi vì nó có nhiếp tâm đâu. Cho nên nó có nhiều cái niệm khởi. Nó ngồi đây mà nó nhìn những cái niệm khởi đó để mà nó ngăn và nó diệt. Những cái niệm nó hoàn toàn đều là nằm trong tâm tham sân si của chúng ta. Trong tâm tham sân si của chúng ta. Những cái niệm mà khởi trong đầu chúng ta nó khởi ra, đó là tham. Cho nên thậm chí như cái niệm tào lao, cái niệm mà nó nhớ mà mình, nó không quan trọng, nó không ác mà cũng không thiện, những cái niệm đó nó cũng do cái tâm tham sân si chúng ta mà có ra, chứ không phải tự dưng mà nó có cái niệm đó được. Không phải do từ tâm tham sân si, tức là ngũ thiện cái. Cho nên từ hôm mà thầy về dạy mấy con á, là nhiếp tâm về an trú, về hơi thở, về cánh tay, về bước đi. Người nào có duyên với cái pháp đó thì tu tập kỹ lưỡng, chất lượng hẳn hòi. Thì đến hôm nay mấy con tu từng 5 phút, từng 1 phút, 5 phút, rồi nếu mà được thì mấy con tăng lên, mà chưa được thì ở đó tập cho thuần rồi mới tăng. Tăng lên là phải có chất lượng chứ tăng lên mà. Có nhiều người ở bên Nam thì các con thấy người ta kê giấy, người ta viết cái công phu tu tập trong một ngày đó là như thế nào, giờ đó như thế nào, người ta viết cho thầy để mà thầy xét qua
coi cái sự công phu của họ nhiếp tâm như vậy như thế nào. À, cho nên có nhiều người thì nói khoảng có nhiều người con nhiếp 30 phút nhưng chỉ có cái buổi sáng nó chỉ có một niệm xẹt, buổi chiều nó không có, buổi tối thì nó có hơi hôn cầm thì miên, chứ nó cũng không có niệm nhưng mà nó hôn cầm thì miên nó gục con một cái rồi con tỉnh lại liền, do đó con cũng nhiếp tốt. Thầy nói hoàn toàn đó là sai, không đúng. Tu tập hoàn toàn không có hôn trầm thì miên xen vào chỗ này, bởi vì cái sức nhiếp tâm nó làm cho cái tâm mình rất tỉnh, chứ không phải là ngồi nó lơ mơ. Không phải ngồi lơ mơ tu lấy có, cho nên nó mới hôn trầm thì miên. Còn cái người tu mà nhiếp tâm á, thì người ta rất tỉnh, từng hành động người ta làm rất kỹ lưỡng, thì làm sao mà có cái chuyện hôn trầm thì miên xen vào. Mà tu rất kỹ lưỡng thì làm sao mà có cái niệm khác xen vào, người ta dẫn tâm từng chút thì làm sao mà có. Cho nên tu lại, tu vậy cũng được, hay không đấy. Cho nên vì vậy mà có nhiều người nói tu con tu chừng 10 phút thì không có vọng tưởng. Nhưng cái thời khuya thì con bị thức dậy rồi nó ngồn hơi, nó nặng, nó ngủ. Thì đó là thầy nói, thả cái này đi, tu như vậy cũng không được. Thế mình đặt mình nhiếp tâm thì phải nhiếp cho thật sự tỉnh táo hẳn ngoài thì mình nhiếp mới được. Chứ còn có cái dạng không trầm tự nhiên là con tu lơ mơ, tu không đứng, tu không có nhiệt tâm, cho nên nó bị buồn ngủ không trầm. Khi mà mình thấy mình buồn ngủ không trầm, mình thấy mình ngồi lại thì tức là mình thấy nó còn cái dạng buồn ngủ, thì mình đi kinh hành chừng nào, mình đi tới đi lui chừng nào tỉnh mình mới ngồi mình tu. Bởi vì tu có pháp là đem lại cái sự chủ động điều khiển, chứ không phải mình tu để mà cầu cho nó được, không phải mình tu mà cầu may, mà đây là tu để làm chủ cái sự sống chết của mình. Cho nên cái mình tu cái niệm ở trong đầu của mình như vậy, mà bây giờ mình nhiếp tâm mà không có niệm, tức là mình đã làm chủ nó. Mình tu tạm vậy mới có làm chủ chứ. Đầu tiên mà vô mà không làm chủ, mà giờ muốn đi tu nữa, tới cái chỗ mà làm chủ sinh tử làm sao làm chủ được. Các con nghe nói là bây giờ các con thấy khi mà nghe nói cái pháp đẩy lui bệnh thôi, cái lòng tin của mấy con thôi, mà mấy con đẩy được cái bệnh thì đó cũng lòng tin thôi. Nhưng mà cái người mà nhiếp tâm và an trú được là do cái sự đẩy lui bệnh bằng cái sự an trú nhiếp tâm của họ, bằng sức tỉnh thức của họ. Còn bây giờ chúng ta chưa có nhiếp tâm được, chưa an trú được thì đẩy lui bệnh bằng cái tính đức tin của chúng ta, bằng cái tính lực nó cũng lui. Nhưng mà vì cái tính lực nó làm cho cái tâm chúng ta kiên cường, không có sợ trước cái bệnh, cho nên cái bệnh nó tự nó giảm đi. Còn cái người mà nhiếp tâm mà an trú được là cái sức lực của định tĩnh của nó đẩy cái bệnh nó ra, làm cho cái bệnh nó phải hết. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải chủ động làm chủ cho được cái này. Ở đây chưa có tới cái giai đoạn mà thần lực của chúng ta, nội lực của chúng ta có, mà đây mới có tỉnh thức mà thôi, mới có tỉnh thức. Cái sức tỉnh thức của chúng ta có thì chúng ta đẩy lui bệnh rất dễ, chứ chưa có nói đến mà cái sức định lực của chúng ta, cái lực của cái sức tâm đã định tĩnh ở trên cái lực của nó. Ở đây chúng ta mới có tỉnh thức mà chúng ta đẩy lui bệnh. Cho nên vì vậy mà tu tập kỹ, mấy con nhớ tu tập kỹ, đừng có nghĩ rằng cái người đó tu 30 phút còn tôi bây giờ mới có 1 phút, 1 phút mà chất lượng hơn là người đó tu nhiều. Một cánh tay đưa ra, một hơi thở hít ra, một hơi thở thở ra hít vô mà chất lượng trọn vẹn đầy đủ hơn là một người 30 phút mà không trọn vẹn đầy đủ. Đó là cái vấn đề tu vì nhiếp tâm và an trú. Còn cái người mà tu tứ chánh cần, mấy con thấy cái phương pháp tứ chánh cần như hồi nãy thầy nói, chỉ nhắc tâm bất động, thanh tạng, an lạnh, vô sự rồi ngồi lại. Ngồi đó mà nhìn lại coi cái tâm của mình, coi nó khởi niệm, chứ không phải là ngồi đó mà để nhiếp tâm ở trên cái trạng thái bất động, thanh tạng, an lạnh, vô sự. Không phải là nhìn cái trạng thái bất động của chúng ta, mà nhìn coi cái tâm chúng ta có khởi niệm gì. Cho nên cái người này nó cũng tỉnh táo lắm, chứ nó không phải là mê man. Mà nếu mà tu tứ niệm xứ, tôi ngồi thôi, tôi buồn ngủ quá, thì như vậy là những người tu sai, không đúng. Tứ chánh cần phải tỉnh táo, tỉnh hoàn toàn. Cho nên ngồi quan sát, nhắc rồi ngồi, lắng nghe từng trong tâm của mình, từng cái hơi thở ra, hơi thở vô, để thấy cái tâm của mình nó khởi niệm gì. Thì trong khi đó nó khởi niệm thì đem cái niệm đó mổ xẻ bằng những phương pháp mình đã học. Mình loại trừ cái niệm đó ra bằng cách mình hiểu nó, thì nó loại trừ ra, thì cái tâm mình trở về bất động. Và cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn 30 phút mà không có niệm nào hết. Tôi cũng nhắc một lần đầu tiên, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tôi nhìn lại cái tâm của mình để coi nó khởi niệm gì. Thì suốt cái thời gian nó khởi niệm mình thấy nó không có.
rồi thời này cũng không có, thời kia cũng có, tức là trong khi mà hoàn toàn nó không có một niệm khởi trong 30 phút mà không có nhiếp tâm ở trong một cái phương pháp nào hết, không hơi thở, không thân hành nào cả, thì lúc bây giờ đi vào tứ niệm xứ mà tập tu. Ở đây cũng con thấy từ cái chỗ nhiếp tâm an trú trong hơi thở, trong cái thân hành nội ngoại, chúng ta cũng bước vào tứ niệm xứ. Rồi từ cái pháp ngăn ác nghiệp ác của tứ chánh cần, chúng ta cũng bước vào tứ niệm xứ. Đó, thì nó có hai phương pháp. Bởi vì phương pháp nhiếp tâm an trú nó sẽ căng, bởi vì mình tập trung hết sức. Còn cái phương pháp tứ chánh cần thì không có tập trung. Nhắc rồi ngồi, ngồi chơi, ngồi chơi thấy mặt niệm của mình khởi ra là mau mau ngăn và diệt nó. À, mấy con tu tập rồi mấy con sẽ có kinh nghiệm của ở trên sự tu tập đó. Tu tập rất rõ ràng cụ thể. Bởi vì trong cái sự quyết tâm, chúng ta quyết tâm tu thì phải tu cho đúng. Cho nên các con thấy bây giờ nhiếp tâm được 30 phút không niệm khởi, thì ngay đó các con sẽ thay đổi câu tác ý là an trú. Các con sẽ tác ý an tịnh thân hành để cho nó bước vào cái giai đoạn an ổn. Để trong thời gian đó các con mới thưa dần cái câu tác ý ra. Cái câu tác ý thưa dần đến khi con tác ý một lần mà nó an trú luôn trong khoảng thời gian 30 phút không niệm khởi. Thì khi mà 30 phút không niệm khởi thì bắt đầu con mới vào tu tập tứ niệm xứ. Mà tu tập tứ niệm xứ thì đã có thời gian rồi nữa. Nó có thời gian nhất định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Còn nhiếp tâm an trú trên pháp thân hành niệm, không có, Đức Phật không xác định ngày tháng. Nếu chừng nào nhiếp tâm được và an trú được thì chuyển qua tứ niệm xứ. Còn nhiếp tâm và an trú chưa được thì chưa chuyển qua tứ niệm xứ. Các con hiểu rõ là cái gì? Mấy con thấy cái phương pháp của Phật nó đi có lần lượt thứ lớp. Thứ lớp của chúng ta là con cứ ngồi đi con cứ ngồi bình tĩnh vậy. Thì cho bé. Để kiếm thưa thầy, từ cái lại cái câu thầy dạy trước tuần thầy nhẫn lắm, con tu như vậy không biết con cứ từ sao con trước khi ngồi con thấy thân vững vàng, lưng thẳng, tâm bất động, tâm bình tĩnh bất động, tiếng giác các pháp và các chánh thọ, tâm bất động không sợ hãi một điều gì, luôn thanh thản an lạc như cự. Thì con ngồi yên, con ngồi con tỉnh thản con nhắc tâm thanh thản an lạc như cự. Khi con ngồi cái lăng túc thì con có chuyện gì, con có cái chuyện gì thì con trả ra, thời gian trả ra nó con ngồi không cho hai cái tâm để ý cho bốn chỗ thân thọ thân pháp có chướng ngại gì không, nếu có thì dùng pháp để lui tâm người chơi người vô chữ, thì con ngồi tự nhiên như vậy chứ con không có đưa tay là đi chân như lúc mà con đang nặng mà thầy dạy con, thì con thấy cái đó con không có lời đó, con tu như vậy thôi, không biết con tu cách thẳng không hiểu. Nó con tu vậy đúng đó con. Thì con nhưng mà con không chỉ được thở, có khi cái giờ kia trước khi tu con có ý không chỉ được thở. Thì con không có nói thời gian bao nhiêu, nhưng mà con gần hầu như vậy. Lúc trước thì 5 phút, 10 phút, 3 phút gì đó, thì sau 15 phút thì con lúc đó nghĩa là về nó rất là im lặng, nó rất là cũng thôi không có gì hết trơn. Nhưng mà con muốn thêm 5 phút nữa thì thêm nữa. À, cái đó là mình thấy nó chưa có đủ cái định lực con, cho nên nó chưa kéo dài được ra. Thì trong khi đó nó ở đó thôi. Lúc thầy đi đó, đi rồi đó, ước nghe con trình, ước nghe ngươi đi, cô đừng có thở nữa, con nghe lời ước nghe ngươi, nhưng mà tỉnh thẳng, con sợ thầy kiểm tra bác sĩ, con cũng tự lợi cũng như ngươi vậy thôi. Vậy con thưa thầy,
Lúc trước con mới bụng á, thì con mỗi khi có cái gì chứng ngại con thanh á, thì con phải ngồi vậy, con đeo bánh tay, con đắc ý. Sau này không biết thầy trợ cho con cách nào mà có khi con đưa ngồi tu mà nó nhức cái lỗ tai hay là nhức cái đầu, nói cái đầu khuôn mặt trở lên bình thường. Nói vậy một lần, có khi hai lần, có khi hai ba phút vậy đó. Những người mới hôm qua đi, con có chân chứ không, có chân bằng chân cũng như gãy cái chân. Đau quá, con nói thầy ngã hay đau, bây giờ tới giờ đi học thì đau. Nhờ với chân xin cho con nghỉ một buổi. Cái chiều tối thêm đó thời tư độ cũng còn đang viên hết viên thầy con nói với chú con nói nó làm như trốn học hồi xưa gì hết thì không đau, tới giờ nó đau cũng như cái chân nó gãy được to nặng chứ thấy đang thường. Cái thần gì cho thầy thì con đó tiếng hai tiếng gì đó rồi. Con bỏ qua con để gì tới nhớ rồi hết. Ừ, đúng rồi. Còn cái nào đối với những cái thọ của thân, mình tác ý, đừng tác ý rồi coi như là mình không có lưu ý đến nữa, để tự động nó chuyển biến, nó thay đổi, nó còn xem rất là nó làm cái cô Huệ Anh đó, thì mấy con ở đây mấy con thấy cô Huệ Anh tu tập có sự nhiếp tâm và an trú được ở trong cái pháp, cho nên vì vậy mà an trú ở trong cái chỗ bất động tâm chứ không có gì hết. Mà thở ý thì qua những cái bệnh đau nhất ở trong thân nó đều được đẩy lui ra, do như vậy mới con nhớ là cần thiết mà không phải nhất tâm và an trú. Bây giờ thì theo thầy thấy cách thức mà con tu tập, con không ở trên hơi thở, con không ở trên cái pháp thân hành, mà con ở trên cái chỗ bất động tâm thôi nhé. Tâm bất động thanh thản vô sự, con để tự nhiên thanh thản vô sự. Rồi từ đó con tác ý thêm những câu tác ý nào đó để cho nó nghe lời con, nó thực hiện được cái tâm bất động thanh thản của nó. Đó, như còn nãy những cái điều mà con tác ý và con giữ cái tâm bất động của con, mà trong khi đó con tu tập như vậy mà càng ngày kéo dài cái thời gian ra trên cái trạng thái bất động tâm của cái nghiệp khí đó, con sẽ kéo dài cái thời gian từ 30 phút cho đến 1 giờ hoặc 2 giờ. Đấy, khỏe hồi nào thì con tu hồi nấy, kéo dài cái thời gian bất động mà càng dài ra bao nhiêu thì nó càng tốt bao nhiêu, cho đến khi mà thầy thấy nó cần thiết để đúng cái thời gian thì thầy sẽ dạy cách con liền cái nội lực để cho nó thực hiện. Như con hiện giờ thì nó còn chờ đợi một cái thời gian dài ra để rồi thầy sẽ dạy cho con liền cái nội lực qua cái pháp thân hành, để cho nó đạt được cái nội lực, nó làm chủ được sự sống chết của mình một cách tự tại. Và đồng thời khi mà luyện qua cái pháp mà luyện cái nội lực ấy, thì cái hơi thở con nó sẽ tình chỉ dài hơn. Chứ mà bây giờ thì nó chưa, con tập thử thì nó chỉ có khoảng thời gian ngắn nó thôi, nó không thể nào hơn được đâu. Để chờ cái luyện cái nội lực ấy, thì bắt đầu con tác ý một cái thì nó kéo dài cái thời gian thôi, kéo dài cái thời gian tình chỉ hơi thở. Còn bây giờ thì chưa đâu, nó chỉ đạt được cái thời gian ngắn thôi. Con cố gắng tập, tập cứ bây giờ ngồi không thì con cứ giữ cái tâm bất động thanh tịnh là được. Đó là cái chân lý bảo vệ cái chân lý đó bằng cái câu pháp nhắc nó để nó kéo dài cho đến khi nó hoàn toàn thành 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó 1-2 tiếng đồng hồ thì thầy sẽ kiểm tra lại cái phần tu tập của con, cũng như Lý Châu trên phần con, thì con cũng cố gắng mà tập ở trên cái pháp tứ niệm xứ tâm bất động thanh tịnh là thưa thầy. Bởi vì bây giờ con mà có nhiếp tâm thêm thì nó cũng bằng thừa, nhiếp tâm thêm ở trong cái hơi thở hoặc là trong cái biết kinh, chỉ có an trú ở trên cái tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự để đi vào tứ niệm xứ để kéo tăng lên cái thời gian, mà không phải bằng cái phương pháp thanh tịnh mà cũng bằng cái phương pháp tứ niệm xứ. Mà nhớ kỹ, cứ tăng dần nữa, cho nên nó không bị ức chế tâm, cho nên vì vậy mà các cái cảm thấy tưởng nó sẽ không xuất hiện. Chứ còn không khéo á, thì mình ức chế tâm đi vào thì các cảm thấy tưởng nó sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ chưa con? Con cứ ngồi đi con, ngồi đàn trở đi con. Dạ, con nghe. Trước
Rồi con cứ ngồi trên đó, con thưa thầy cũng được, con đi cực lắm con. Dạ con kính lạy thầy, đêm hôm qua đó, dạ con tu như vậy là con thầy tặng là chỉ tu 30 phút thôi, mà con thì con ngồi, con cứ nhất tâm vào rồi mà con cứ hơi thở ở trong con cái thân của con, thì con chỉ biết con thấy đầu tiên là con thấy hơi thở vô ra rồi nó cái sự rung động ở trong cái thân của con lên xuống, thì con biết là nó yên ổn, nó an, cái thân của con nó an, cái thân nó an, nó không bị hết cả. À, con vừa nhìn lại đồng hồ thì con thấy nó lên một tiếng từ 6:30 đến 7:30 đó con, tức là lên một tiếng rồi, thì con thấy là cái thân của con nó kiểu như là nó không còn hơi thở, nó chỉ biết hơi thở vô ra một chút xíu thôi ạ. Dạ, tức là nó an trú. Dạ, nó an trú hoàn toàn, nó rộng ra, nó không còn cái gì nữa, chỉ còn có một cái hơi thở không, chỉ biết hơi thở tí như vậy. Lúc này con sẽ cho nó tăng dần cái thời gian lên, từ một tiếng có thể nó tăng lên 1 tiếng rưỡi, rồi lên dần 2 tiếng, bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi. Con chỉ cần có tác ý nhắc nó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thôi, chứ không có nhắc nó gì hơi thở gì hết. Thì cứ như vậy tăng dần lên, tăng dần cho đến cái thời gian nhất định nào đó thì thầy sẽ hướng dẫn cho con cách thức luyện cái pháp nội lực, thì để tiến tới nhập các định thôi, chứ không có gì khác. Bây giờ chỉ làm sao cái thời gian trên tứ niệm xứ kéo dài thì nhớ như vậy. Bây giờ thầy biết là mấy con sẽ cố gắng hơn một chút xíu nữa thì mấy con sẽ kéo dài được cái trạng thái ở trên tứ niệm xứ bất động đó. Được. Dạ con kính thầy, thầy con cũng nghe thầy nói là bây giờ kéo dài khoảng 3 tiếng 6 tiếng gì đó. Thì con biết nghe, con thấy nó thoải mái quá, con kéo tự nhiên thì con thấy nó được cả toàn thân của con, nó có một cái rất giống như mình phát lên một cái tấm y, nó hơi nặng nặng một tí. Chứ con nói như vậy là thầy dặn là không được một cái trạng thái nào hết, chỉ uống khác thôi. Thế con nói không, thầy của tôi dặn là chỉ có 30 phút thôi, con tác ý đấy, nên là con nó khó tạo, nên là bắt đầu con tạo ra. Nếu mà con ngồi tiếp nó có được không ạ? Được con, bây giờ cái trong cái pháp tứ niệm xứ thì con có thể tăng lên, bởi vì qua cái pháp tứ niệm xứ thì nó con tăng lên, còn ở trong cái hơi thở mình nhiếp tâm và an trú trong hơi thở thì không được tăng, bởi vì nó có cái đối tượng nó cột chặt mình ở trong cái hơi thở, còn cái này tự nó biết hơi thở chứ không phải là mình cột chặt. Mà mình lại cái tu tập mình lại cái pháp cái ý của mình nó đi vào cái dạng bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, cho nên nó không có cột mình trong hơi thở, nhưng mà nó định cái tên hơi thở, cái tâm á nó biết hơi thở ra vô rất là cách nhẹ của nó, cho nên con thấy cái hơi thở nó tí xíu à, nó nhẹ nhàng ra vô tí xíu, cho nên mình không có cột nó trong hơi thở, siết chặt nó trong hơi thở, mà tự nó biết hơi thở, tức là nó trên tứ niệm xứ thì nó phải biết cái thân hành của nó, cho nên cái hơi thở nó nhẹ nhàng để nó đi vào cái sự an trú, mà nó thở còn thô thì nó không đi vào sự an trú nó được, nó thở nhẹ nhàng là nó đi vào, cho nên vì vậy mà con bây giờ tăng lên. Tăng lên mà khi nào nó có bây giờ con tăng lên mà con thấy nó làm như có cái cảm giác như khoác một chiếc y ở trên thân con, thì con bảo tất cả những cái này tao không chấp nhận, tao chỉ biết bất tâm bất động thanh tạng là vô sự, tao không còn biết cái này. Nó nhiều cái trạng thái nó xảy ra ở trên đó, nhưng mà con đừng có chấp nhận một cái nào hết, cái này nó hiện ra nó làm cho con an trú dễ dàng là chứ, thì con nói, hoàn toàn con cũng tác ý là tất cả những cái trạng thái này không chấp nhận, chỉ có chấp nhận cái trạng thái bất động tâm thanh tạng là vô sự. Hai con nhắc vậy thì nói ở về bạn đấy đó, rồi con bỏ qua nó thì quên đi chút nữa, con không thấy nó tròn cái y trên người con đâu, coi như nó chỉ còn cái trạng thái bất động thôi. Thì trạng thái đó cứ lần lượt tăng lên từ 3 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, mà nếu mà đạt được 6 tiếng đồng hồ rồi thì mình đi trở về luyện thần lực được, tu tập pháp khác. Dạ, con kính bậc thầy, nó tự mình cái niệm là ngồi đến 6 tiếng thì như vậy nó có phát triển hay không? À không, nó nhắc nhở con. Nó nhắc nhở con 6 tiếng cho người dân tử. Con cứ nâng nước thì con rất là thoải mái, con có thể là kéo lên mấy tiếng được, nhưng mà con ngại là con này trả bằng xin thầy. Bây giờ cứ lần lượt con tăng dần lên. Nó nhắc là phải 6 tiếng đồng hồ. Khoan từng từ, mày muốn 6 tiếng đồng hồ là ngay bây giờ là chết đó. Được. Tham quá không được. Phải từ lên 1 giờ rồi lên 2 giờ. Rồi 2 giờ mới lên 3 giờ. Chứ còn bây giờ lượt mà 6 tiếng rồi. Mày ép nó quá thì không được, nhất định là cái mục đích là ta đạt phải 6 tiếng đồng hồ. Nhưng giờ mới lên được 1 tiếng thì phải từng lần được, ngày tập một chút,
trước dặn nó như vậy, chứ để không nó lôi con đi luôn cái bắt đầu nó sinh ra cái tưởng. Còn long nhiếp tâm sanh thế nào con trình cho thầy nghe coi cách thức nhiếp tâm an trú như thế nào. Con nhận thử bởi cũng quá cũng thấy con đau hả chứ gọt đến ngoài cũng có thay nội là cũng không nhận gương con tự tế thay nhận ở đây tập của báo mấy phục thức báo có mình xuống tập tên lên lừa báo phục từ từ đã bị gọt đến nào đến đó nó không quá thì vẫn thấy nó không đau. Bây giờ thì con ở trên chỗ nhiếp tâm trong 30 phút thôi. Đừng có tăng lên, bởi vì mình nhiếp ở trong cái hơi thở của mình, thở ra bao nhiêu. Rồi bắt đầu đó thì con tập cách thức dẫn cái tâm của mình cho nó an trú cho được ở trong 30 phút. Có hai cái phần, hai cái pháp đầu tiên phải tập được, phải tập cho được. Cố gắng tập. Nhất là cái con có cái thân của con có cái tập rồi, phải tập cho được hoàn toàn để cứ lấy mình. Rồi ở đây còn ai mà nhiếp tâm trong 30 phút mà không niệm không mấy con? Con có người nào mà nhiếp mà không niệm con? Con trình thầy con. Rồi cách thức con trình cho thầy nghe với coi. Thầy dạy con, thầy dạy con là chỉ nhất tâm trên 30 phút, thì con đã nhất tâm trên 30 phút mà không có vọng tưởng. Nghĩa nhất tâm 30 phút không có vọng tưởng thì con bác ý là an vị thân hành, con biết cô, biết cô, an vị thân hành, biết cô thở ra. Thì con nhất tâm, cho đến 30 phút thì con cũng không thấy có vọng tưởng, là con thấy cái mồ nó rất là an ổn. Nhẹ nhàng, hơi thở vào rất là nhẹ nhàng. Khi con ngồi được một lúc thì bắt đầu con thấy nó an lắm. Và con ngồi được 30 phút thì con đứng một nữa. Nhưng mà con thấy là thầy dạy với con là được 30 phút thì con bác ý cảm nhận một tí là không nặng ngồi có được không thầy? À được chứ con, nhưng mà điều kiện là tu một buổi, một buổi thì con tu một thời 30 phút thôi. Còn hoàn toàn những cái buổi, còn hoàn toàn những cái thời khác thì con có thể là nghiên cứu đọc kinh sách hoặc là soạn bài viết bài trong cái lớp học của mình về giới luật đức hạnh đó, thì cái đó là phần đó làm chứ không phải là tiếp tục mình tu cái pháp đó nữa. Cái pháp đó chỉ tu 30 phút thôi, mà nếu mà trong khi con an trú được 30 phút đó thì con sẽ chuyển qua trên cái pháp tứ niệm xứ mà tu tập, chứ không còn ở trên cái hơi thở đó nữa, không còn nhiếp tâm ở trong cái hơi thở nữa. Thì nếu mà bây giờ con đã tu được thì sẽ chuyển cho con lên tứ niệm xứ mà tu tập. Mà lên tứ niệm xứ thì bắt đầu mới tăng cái thời gian lên. Con là kiểu như thầy, từ khi mà con biết pháp này tìm thầy ấy, thì là con trong cái hai ngày thì con có kiểm tra đấy thì con thấy những thở, thì là con thấy nó không có cái gì. Nó không có mỗi thời tu là như vậy. Là con khi lại một tuần nữa là con tập cho thật, cẩn thận những gì cho nó chắc ăn. Thì bắt đầu con chuyển sang tứ niệm xứ. Con khi thầy như thế bởi vì cái thân hành mà cái bước ở cái đi như thế này 30 phút ấy, thì con thấy cái chân con cứ như là đi dính, không có phải là tưởng không ạ? Cái cảm giác nào đi nữa, tất cả những cảm giác nào đi là do tưởng hết, chứ không có hoài tưởng mà có những cái cảm giác đó được. Đúng rồi, phải cho thuần thục, thật thuần thục rồi mới đi vào một cái pháp khác. Đi vào pháp khác nó không còn cái sự nhiếp tâm và an trú nữa, mà tự nó có cái sự an trú khi mình ngồi lại mình tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, là khi mình yên lặng cái thì bắt đầu cái hiện cái trạng thái an trú nó sẽ an trú ra liền. Cho nên nó kéo dài cái khoảng thời gian bất động đó mà không một niệm nhờ cái trạng thái an trú là mình đã tu tập có. Chứ nó không phải là vào mình còn pháp mình nhắc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi không còn nhắc cái đó nữa, mà chỉ nhắc tâm bất động thanh thản là tức là chuyển vào tứ niệm xứ, là phải nhắc lên pháp tứ niệm xứ. Thì bây giờ con phải tập cho thường. Chính thưa thầy, là cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì bắt đầu con đang ngồi, con nhìn con như thở bình thường, hấp một cái thì bắt đầu hơi thở nó chìm xuống, nhưng mà con vẫn ý thức của con vẫn biết là hơi thở. Được, nhưng mà phải tác ý ra lại.
đi rồi, ta đi rồi. Nó có những cái trạng thái gì mà nó xảy ra, ví dụ như giật mình một cái vậy, thì cũng tác ý nó để mà phá nó, không có được giật mình, phải thân bất động. Hoặc là có một cái trạng thái gì mà cảm giác gì con phải nhắc, không có được cái trạng thái đó, để cho tâm bất động thanh thản là được, an trú cho được. Thì cứ nhắc để mà xả cho hết những cái trạng thái đó xong thì nó mới đã ở trên cái trạng thái an trú, nó bất động luôn luôn nó mới được. Mà khi được như vậy rồi thì mới chuyển qua được cái niệm xứ, chứ nó còn có những cái gì mà nó nhức nhích ở bên cái pháp mình tu nhiếp tâm và an trú, mà nó còn có cái gì mà nó đặc biệt, thay vì nó không vọng nhưng mà nó có những cái gì nó làm cho mình giật mình hay này kia rồi, thì không được. Không được, mình phải phá cho sạch những cái trạng thái động này, rồi sau đó mình lên tứ niệm xứ nó mới bình an hơn, chứ không khéo thì nó không được. Rồi phải giữ gìn nhiếp tâm cho được 30 phút, để an trú cho được 30 phút mới có thể mà tăng lên cái thuần thục và thuần thục, mới đưa vào cái pháp tứ niệm xứ mà tu tập tiếp. Rồi con sẽ được tập lại cho cẩn thận, cho có chất lượng hẳn hoi hoàn toàn, để rồi mình lên cái pháp khác để cho nó bảo đảm cho cái sự tu tập của mình vững chắc hơn. Rồi con xuống con. Còn ai nữa không con? Hai ba từ từ con. Hai ba nữa con. Con rồi. Con ba mươi phút khi con đã nhắc thân trong 30 phút thì con chuyển sang ăn chứ, thì con thấy cũng yên lên và con đã thử tập sang cái niệm thứ hai nữa, thì con thấy cũng như vậy là và con đã vừa đi thư với thầy mới đặt thử sang cái niệm thứ hai nữa thôi. Khi nào mấy con đừng có tập thử, phải tập cho nó rất là nhường nhuyễn, để không khéo lên tứ niệm xứ rồi thì nó chỉ một nhúc nhích, chỉ một cái cảm giác mà hôn tầm mấy con thì mấy con cũng bị trở lại đó, trở lại cái pháp nhiếp tâm và an trú. Cho nên vì vậy mà tập nhường nhuyễn rồi mới lên cái pháp tứ niệm xứ, thì nó sẽ không bị cái trạng thái chướng ngại, nó làm cho trên tứ niệm xứ nó thông suốt, để mà đi trên con đường tứ niệm xứ nó tới 6 tiếng đồng hồ rồi, chứ nó không ít. Mà nếu 6 tiếng đồng hồ mà không có căn bản ở chỗ pháp nhiếp tâm và an trú thì con lên trên khoảng 6 tiếng đồng hồ này con bị gặp chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mà tập cẩn thận kỹ lưỡng, nhiếp tâm cho nó cụ thể rõ ràng, xét từng cái sự nhiếp tâm, từng cái sự nhiệt tâm của mình trên cái sự nhiếp tâm và an trú, nó cụ thể rồi nó tăng. Chứ đừng thấy nó yên yên, nó không có niệm, cái bắt đầu nó con tự tu lên, như con viết cái thơ mà báo cho thầy biết, thì như vậy là tự mình tiến lên, như vậy là không có được. Nó sợ nó hỏng chân cái thì như con tuột lại. Ví dụ bây giờ nó con lên tứ niệm xứ tu tập một thời gian mà cứ bị chướng ngại hoài vô không được nữa, thì bắt buộc con phải trở về sự nhiếp tâm và an trú. Thì trong khi mọi người người ta tiến lên mà con lui lại thì thấy nó xấu hổ, cho nên nó mặc cảm, nó làm cho con khó khăn trên bước đường tu tập. Tốt hơn là chúng ta chậm hơn một chút mà chúng ta tiến lên nó rất là vững chắc, nó bền chắc trên cái sự tu tập của mình, nó không có hỏng. Phải tập luyện cho kỹ là con. Rồi mới lên. Thầy, tôi chắc thầy con cũng muốn nào trong một tuần nữa con mới thực sự sang tứ niệm xứ, vì con muốn biết tứ niệm xứ thế nào, nhưng con thử thôi ạ. Còn bây giờ vì con đi thư bạch thầy ấy, con muốn là trong một tuần tới thì phải rồi. Phải rồi, tập một tuần nữa. Sau một tuần nữa nếu mà có thầy sẽ đến thầy kiểm tra lại để coi cái sự nhiếp tâm mà nó an trú như thế nào, rồi mới cho em đi vào tứ niệm xứ cho nó dễ dàng hơn. Lúc bây giờ nó thì thật sự ra cái sự kiểm tra nó như thế này con, một số mấy con mà sắp sửa lên tứ niệm xứ thì được kiểm tra là bắt mấy con phải ngồi, mà thấy mấy con ngồi và nhiếp tâm và an trú mà con nhất nhiếp là coi như là mấy con ở lại tu, chứ còn mấy con không lên được lên đâu. Các con nhớ là tu tập hẳn hoài hoàn toàn, mà khi an trú rồi nó ngồi nó bất động, mà mấy con ngồi mà bất mà rung rinh một cái là coi như là cái thân động là người ta biết liền, hoặc là tâm mấy con còn một cái chướng ngại nào ở trong thân tâm của mấy con thì người ta biết
là không do mấy con lên, vì lên tứ niệm xứ mà mấy con không có được an trú được ở trên tứ niệm xứ thì coi như là mấy con phải dặn chân mất ở tại đó, không có lên tứ niệm xứ được, mà chỉ tiếng nói tứ niệm xứ, nhưng mà lên tứ niệm xứ nó không có pháp để mình nhiếp tâm, cho nên vì vậy mà nó dễ phân ra những cái trạng thái rung động, cái trạng thái làm cho con mình dao động nó không thể, con hiểu không? Dạ. Cho nên vì vậy mà một tuần nữa thì tốt lắm. Một tuần nữa rồi. Khi thầy có hỏi thầy câu ạ, ví dụ con không biết thầy cho phép mấy con là tu một mỗi thời chỉ có 3 phút xong là nghỉ làm gì khác, nhưng mà giả dụ mà lúc đó con muốn đi trong cái lễ, trong một người đó con muốn làm thêm một 3 phút nữa thì nó có hại như thế nào? Có hại, bởi vì đó là chứng rõ cái lòng tham của con. Dạ. Bởi vì thầy cho học tu là chỉ cái thời gian nó vậy, mà tu thêm tăng thêm là chứng tỏ là mình tha, tức là mình chưa phá được tha, mình muốn mau à, mình thầy biết rằng phải tu như vậy, chất lượng như vậy mà tăng thêm thì coi chừng cái chất lượng nó sẽ bị lỏng lẻo, cái khả năng, cái sức của con nó không có đủ để mà kham nhẫn trong cái thời gian đó. Còn trên tứ niệm xứ là tại sao cái pháp đó nó không bị vận dụng gì, cho nên nó có thể tăng lên cái thời gian được. Còn pháp này mà tăng lên 2 lần là con đã vì tham mà tăng lên, tưởng là mình tăng lên vậy nó nhanh nhưng mà trái lại nó thì chậm á, mà lại nó lại bị lần tham nữa, tham tu nhiều mà tu không đúng nó thì coi như là tu sai. Tham là nó để đưa đến cái sai rồi, không có tính nữa. Cho nên mấy con thường mấy con bị cái tham mà tham tu, cho nên nó lộ cái tướng tham rõ ràng ra rồi thì do đó nó lại sai. Thầy dạy sao là phải tu y như vậy thì nó không tham, vì nó một buổi thì một buổi đó tu 30 phút, mà 30 phút hoài 30 phút thì học những cái khác, tập luyện khác, mà lại thêm bây giờ thấy thời gian này nó rảnh rỗi quá thì tăng thêm cái này đi tu thêm 30 phút nữa thì rõ ràng là có tham. Tham tu chứ không có gì à, tham tu thì mai mốt nó sẽ cũng tham tiền rồi, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham gì cũng tham ấy, nó có tham, nó tai hại vô cùng rồi. Bây giờ tham tu thì tốt á, nhưng mà nó tốt đó là nó tai hại cho mình là không đúng, nó làm cho mình hao cái sức. Thay vì mình để cái sức đó mình để mình dồn lại một cái thời 30 phút trong một buổi thì nó phải chất lượng nó phải cao không? Còn lên tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu đó, ví dụ như thầy cho lên tứ niệm xứ rồi thầy nói như vậy chứ sự thật ra thầy cho từ 1 giờ mấy con tăng lên 2 giờ thì khoảng 2 giờ chứ còn tăng lên nữa coi chừng cái sức của mấy con chưa thuần thục, nó chưa quen đó, mấy con tăng nó bây giờ được quá thôi tăng lên 6 tiếng đồng hồ qua cái thời sau mấy con vô 6 tiếng đồng hồ không nữa. Cho nên vì vậy mà người ta tăng lên từ 1 giờ tăng lên 1:30 2 giờ thì cái thời nào người ta cũng ở trong cái khoảng thời gian này, họ thấy nó được quá rồi cái cho 6 tiếng đồng hồ cái bắt đầu thời nào cũng 6 tiếng đồng hồ chỉ còn nước rồi mua cái quan tài về mà bỏ trong chỗ nó quá sức nó, phải không? Cái người ta có hạn chứ đâu phải nó vô hạn chứ, mà cái tu tập là cũng là một công việc làm tích cực chứ đâu phải là công việc ít đâu. Pháp nào nó cũng vậy nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn là tại vì nó biết tâm tu. Cho nên nghe lời thầy tu một thời thôi, đừng có tu nhiều là mang chứng tham đó. Nghe tham là xấu lắm đó. Rồi bây giờ về tập tu chờ đợi kỹ nữa hả hồi nào mà con ai con chờ chút xíu rồi. Con thì phải chỉnh như con tu 30 phút thôi, còn con tu tiếp là con 30 phút mà con bắt đầu tâm ăn như thế nào ăn là cái sự để con thả cái chứng ngại đấy, sau rồi bắt đầu con làm và hay tập à, con sẽ tu ở trong cái pháp của con á thì nó cũng vừa thôi, mà trong khi này á là mấy con còn đang học, còn đang làm bài thì để cái thời gian đó mình triển khai về cái giới luật đức hạnh, mấy con nó cần thiết cho mấy con phải học hiểu nhiều chứ không khéo mấy con á bây giờ thôi tu tứ niệm xứ tôi ôn riết để cho mình thành Phật sớm khỏi nó cần học giới luật. Ông Phật mà giới luật không hiểu thì chắc là Phật không nổi rồi, cho nên vì vậy mấy con cần phải còn học những cái giới luật đức hạnh nhiều lắm chứ không biết đâu. Cần phải học, mà học mà nếu mà nói chuyện mình đọc được xuông qua không đâu được, triển khai cái tri kiến của mình từ cái những cái đáp án của nó, cái đạo đức nó mình phải triển khai dù ngắn dù dài. Cho nên có nhiều bài mấy con viết ngắn quá nói về cái đạo đức
mà nói cái đạo đức bản thân không, nó về cái đáp án, nói về cái đạo đức đó mà nói về bản thân không, nói còn chưa đủ, thì làm sao nói đến gia đình, nói đến xã hội được nữa. Mà nói cả bản thân, gia đình và xã hội nó đủ ở trong cái đáp án của nó, cái giải trình án nó phải đủ ở trong cái đáp án của nó, chứ đâu phải dễ đâu. À, cho nên vì vậy mà những cái bài dở mấy con viết đều được thầy xuyên qua, à, coi như là mấy con còn viết còn thiếu á, chưa có đủ triển khai cái tri kiến, còn ngắn ngủn quá còn phải học nữa. Bởi vì cái lớp mà thầy đào tạo cho mấy con nó vừa là cái kiến thức về đạo đức, về giới luật, mà vừa là nâng cái trình độ mà văn hóa của mấy con lên. Nếu mấy con siêng năng mà cầm bút mà viết mãi thì mấy con cũng sẽ trở thành nhà văn chứ gì, có phải không? Còn mấy con làm biếng mà con viết ra thì nó sẽ trở thành nhà văn. Chỉ cần đưa ra cái bài bản văn phạm để cho mấy con chỉnh sửa từng câu văn của mấy con thì mấy con sẽ viết thành sách được dễ dàng. Đó là cái cơ bản về văn phạm. Nhưng bây giờ mấy con trình độ mà kém thì mấy con chưa có trình độ văn phạm thì mấy con viết câu nó lộn xộn vậy thôi, nhưng mà cái ý của mấy con nó đầy đủ, nó phải đầy đủ. Cho nên cái ý của con người ta nó rộng rãi lắm, nhưng mà khi cầm cái bút mà tôi viết cái câu văn cho nó gọn gàng á, này kia nọ, thì tôi chưa có thông suốt về cái cách thức đó thôi. Chứ thật ra thì tôi diễn tả được những cái ý muốn tôi nói là được, cái ý của tôi hiểu biết ở trong cái đó tôi nói là được. Thì thầy cần cho mấy con chỉ diễn tả được ý mà nói về đạo đức thì được rồi, còn cái câu văn nó lộn xộn nó thì mà là gì đó thầy không cần biết. À, thầy không cần biết cái đó đâu, nhưng mà thầy cần cho mấy con nói hết ý. Còn mấy con đi ngồi viết có mấy chữ thì không biết hết ý rồi, không biết viết cái gì nữa hết, thì xét lại coi thử coi mình nói cái gì, cái bản thân của mình về cái đức đó như thế nào. Có lần nào mình nhảy xuống sông cứu người chưa, mình mới gọi là dũng cảm. Có lần nào mình nhảy vào nhà lửa để mình cứu người chưa. Cho nên vì vậy mà nói cho hết những cái đức dũng cảm của mình, à, dũng cảm trên cái sự tu tập của các con. Bây giờ vọng tưởng nó nhiều như vậy, tôi phải tu tập như thế nào đó là cũng là dũng cảm chứ, mà là cả lại không thấy nói gì đó. À, trong đó cái đề án nó là cái đức dũng cảm, bây giờ không biết nói gì, bây giờ nó cứ đầu óc của mấy con sao nó cục quá vậy. Mà trong khi đó là bao nhiêu thứ chuyện để nói cái đức dũng cảm đó, phải không? Bây giờ buồn ngủ quá trời, lười biếng quá trời, bây giờ tôi gan dạ tôi đứng dậy mà tôi đi kinh hành, tôi ngồi lên ngồi xuống cũng là dũng cảm chứ đâu phải không đâu. Sao con mấy con không nói cái đó ra dùm thầy để vô mất đi, có phải không? Cho nên như vậy những cái bài viết của mấy con đó là mình diễn tả được cái ý của mình. Cái thời nhiều khi thầy đọc quý ông hoài người ta, trời nó có một trang giấy vậy, mấy con sao nó hay quá, gọn quá đến cái mức độ mà dài ba chữ đó. Thành ra phải cố gắng triển khai cái tri kiến của mình ra. Người ta viết không hết, còn mấy con viết mau hết quá, mấy con giỏi ghê gớm, viết có mấy chữ là đủ. Cho nên ở đây á, thật sự ra học trò của thầy sau này đứa nào nó cũng giỏi hết. Cho nên cái cố gắng tập vậy đó con, rồi lần lượt rồi mới tăng dần lên nó được. À, tăng từ từ chứ đừng có vội vàng lắm. Các con để nhớ chưa? Còn tôi hỏi thầy gì nữa không? Hai con khoan chờ một chút xíu. Thôi con hỏi thầy đi. Thôi con niệm hỏi thầy đi con. Được không? Con tu bốn thời được là tu ba thời. Con tu ba thời. Giờ con không được tu được bốn thời mà cũng không đúng thời gian. Ví dụ như là 7 giờ tu rồi tháng 8 giờ. Mà con À, trong cái vấn đề mà tu tập thì con hay bị hay có những cái trạng thái tưởng trên nhà, à, cho nên việc khéo léo mà giữ gìn cho nó, khi đó thì con xả nó ra tác ý, buông xả ra những cái trạng thái mà nó làm cho con khó nhất ta. Cho nên vì vậy mà trên cái phần nhiếp tâm tu tú thì con không nên nhiếp tâm, mà con nên tu thật cái phần xả tâm tức phần xả thường thường là ngồi chơi thôi, mà xả cho hết những cái niệm cho con mà được. Còn con cái con nhiếp tâm thì nó ức chế tâm thì nó không nên cái phần thái tưởng, nó làm cho con khó khăn hơn. À, cái phần con thì đã tư nhiều thôi, chỉ xả tâm ở trên tứ niệm, ở trên tứ chúng ta xả nó để sẽ thấy nó có niệm gì đó thì con quán tư duy xả thôi, có như vậy thôi, để đến lúc nào nó tất cả những cái niệm đó nó không có nữa
nó bất động thì con sẽ đi vào phía mình xíu mà kéo dài cái thời gian ra. Còn bây giờ thì không được kéo dài nữa, tùy theo cái thời gian của con định nó phù hợp với lúc nào thì con tu tứ tĩnh tạng lúc nào để mình sẽ thành đạt. Rồi con đang tu một chú, con cần tu chú niệm chú, nhưng mà trong khi tu thì lúc con tu thì con niệm phần lúc con người dân thì niệm phần thì cũng có con như giấy tờ của mấy con xong hết rồi để rồi thầy gửi cho giáo hội. Không ạ, con thì sách tư của con thầy đã về trình giấy hôm qua con có trình cố cho. Được rồi, để thầy sẽ gửi giấy tờ mấy con để giáo hội chính xong rồi thì thầy sẽ gửi về cho mấy con, mỗi người đều có giấy tờ của tu sĩ hết rồi. Thì do đó thì sau khi đó thì mấy con đi đâu cũng không có lo, vì đó là có chính quyền, có giáo hội, có thầy chính rồi, thì coi như là mấy con hoàn toàn chính thức là một tu sĩ rồi, không còn lo lắng gì nữa hết. Ở đây là con gửi cái bức thư cho thầy. Trong cái vấn đề mà tu tập thì để cái này để mà thầy về thầy đặt sau rồi thầy sẽ trả lời con, để mất cái thời giờ đọc thơ mà ở đây thì mất thời giờ của mấy con nữa. Được thôi, bây giờ con về cái phần của con thì con cứ lo tu thả tâm vậy thôi, đừng có nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc là tâm hành của con. Con chỉ trên tứ chính cần mà năng án việc hết thả tâm thôi, cũng như lúc mà nhiếp tâm thì giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Mà khi mà ngồi chơi thì có niệm khởi thì do tất cả các cái niệm đó con ở trên cái chứng cần ngăn diệt bằng cái tư chiến của con thôi. Có như vậy lần lượt nó sẽ phát cái niệm đó, nó sẽ lìa tham sân si hết, thì lúc bây giờ mới đi vào cái niệm xứ mà thực hiện cái pháp tứ niệm xứ, nó trọn vẹn trên tứ niệm xứ lần lượt chậm chậm nhưng mà nó chắc ăn hơn, tập luyện nó hơn. Tùy theo cái thời gian của con, lúc bây giờ là 3 thời cũng được, 2 thời cũng được, 1 thời, nhưng mà mỗi ngày ít ra con cũng phải có 1 thời tu tập. Đây thầy nói ít ra, chứ nó 2 thời, nó 3 thời cũng được hết, chứ không có sao, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái thời gian của mình. Cũng được không? Mà tu cho chất lượng á. Cũng được con, nói 3 hạt chứ thì thật ra thì 2 hạt, 1 hạt hay là 5, 6 hạt cũng được hết. Hoàn toàn nói 3 là nói cho nó gọn, chứ còn thật sự ra là mình muốn lấy bao nhiêu nó trùng bao nhiêu cũng được hết, ít cũng được mà nhiều cũng được, không có sao. Chỉ những cũng được, không có gì. Sợ mình lấy 3 là phải có cái sự lựa, nó phải 3 hạt cơm, chứ còn mà trên 3 hạt cơm thì không được, thì cái đó là quá cẩn thận của con rồi. Nhưng mà khi đạt ra thì như vậy thì nó không làm cho cái tâm mình bị đẳng thôi, thì được chứ không có sao hết. Rồi con sẽ tình được, con để đó thầy. Thầy khi nào mà nó nước này nhiều quá cũng dám uống, uống rồi uống hết nó no bụng rồi. Rồi con cứ trình thầy con, xá thầy thôi con. Nó đầu trình thầy con. Thầy để cho con biết là thầy nói cho con thì từ hôm đó là con rất là lạ, tất cả chị hàng luôn như trước là không có ai. Chỉ nhất là khi con vào chương trình thì thầy nhất như chú thì con đã nhất tâm là đã nhắc tâm là nhắc thân và tâm thì đã ăn chú rồi, coi chữ tâm quay vào trong rồi để biết cái thở ra như là khi mình nhất tâm xong thì con bắt đầu con ăn chú, chú thì tâm ăn chú trong luôn tất cả một ngày đúng rồi. Thì nói chung là thời nào cũng con càng đặt được tin thôi, càng tin đầu càng tin, cứ tin mỗi thời càng tin thì
khi bắt đầu làm những cái nhất những nam là bây giờ là nhất tâm, nhưng mà đi sang với làm chú thì con không theo từ 50 thở nữa mà con theo làm chú của con là 13 hơi thở trong một phút, thì con cứ 13 hơi thở thì con lại nhất tâm là an tịnh thế này. Cứ như thế thôi, con cũng thế này, biết được ra. Thế thì trong 4 giờ đó thì con thấy là tâm rất là an ổn và thì là con kỹ lưỡng hơn, con không còn thả như trước nữa. Cho nên là niệm chập vô thì con ngâm 130 phút, nó không có nhiều như chỉ một thôi, nhưng mà nó cũng là cũng thầy là thư rồi. Thì con rất là cẩn thận hơn. Thì từ hôm đó nay thì trong cái tháng thời nào vào tu là con nhất được luôn, từ cứ hơi thở đậm từ đầu đến hơi thở thứ 30 là không có niệm hay là, nhưng mà tâm rất là thông suốt. Khi được con ở gần chỗ nhà đài rồi những thứ chuyện là phải làm luôn hay là tiếng động mọi thứ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ trong con bây giờ nó không sáng sàng nữa, bị thương hơi thở thấy nó rất là thông suốt. Thế thì con thấy là khi mà thả ra thì tâm nó thấy nó thoải mái lắm, nó không có cái gì vướng mắc cả. Thế là khi mà trả ra được một hoặc hai tiếng, nó vẫn là sự tăng suốt. Thế thì trong thời gian này thì để theo con thì con thu đến đấy thì con mới nhắc tâm theo là cứu của con có được hay không. Không thấy là nó không có ảnh hưởng gì đến con cả, nó không có sai lệch gì cả. Mà con muốn là có dài hơn nữa hoặc là trong 4 thời như vậy thì con tu như thế có thể tăng lên cái hơi hay không, hay là con sau khi ví dụ là về cái niệm khởi ấy, khi xả ra niệm khởi về tam chân chi ấy thì ví dụ là con chưa thấy, thế nhưng mà niệm thọ thì nó có, niệm thọ sau khi 1-2 tiếng ra thì bắt đầu nó dần dần nó trở lại. Thế thì con nên phương pháp như kiểu là thả tâm hoặc là như thả tâm chúng tôi đi sầm với hay là thầy cho các con khi mà con thả tâm trên tứ niệm xứ trên 40 nghi thì con nghĩ thế, trên 40 nghi thì con nhiều con thấy nó cần dục với cái đạo chúng của con là con trả cũng như tất cả mọi pháp đến họ đến dùng nó dồn dập như là bỏ về đấy, thì con thấy nó xả ra mà con được tiếp tục cũng được ngay, sắp cũng được ngay, thì con xin là bây giờ như thế này. Trong khi mà con nhiếp tâm và an trú nó được rồi, bắt đầu con qua tứ niệm xứ, mà qua tứ niệm xứ mà con thấy nó còn niệm này kia thì chưa qua được tứ niệm xứ, nó không niệm là mới qua được tứ niệm xứ, còn nó còn niệm thì không nên qua tứ niệm xứ. Cái niệm thọ nó cũng là một niệm đó. Cái tâm vọng của mình rồi cái thân mà thọ nó cảm nhận cái thọ nó là cũng một cái niệm của ác pháp đó. Cho nên vì vậy mà khi một cái niệm mà niệm si tức là niệm hôn trầm thì miên, nó cũng là một cái niệm ác pháp đó, nên nó không phải. Cho nên khi mà con tu tập con thấy tỉnh táo hẳn hoài hoàn toàn, niệm thọ không có mà niệm vọng tưởng cũng không có, thì trong 30 phút được rồi thì con chuyển qua tứ niệm xứ để mà tăng lên, chứ không thể nào mà ở trong cái thời gian của các pháp này mà tăng lên được đâu, mà phải chuyển qua tứ niệm xứ. Mà chuyển qua tứ niệm xứ thì bắt đầu con tu tập con tăng lên, thì từ 30 phút của trong cái pháp nhất tâm và an trú này con chuyển qua bên này thì con tăng lên nó 1 giờ. Giữ gìn trên tứ niệm xứ trong 1 giờ, một giờ coi thử con nó như thế nào, nó còn có niệm, nó còn không niệm gì đó, thì do đó thì báo lại cho thầy để thầy viết để mà thầy giúp đỡ cho trên cái phần tứ niệm xứ cho nó trọn vẹn. Trên cái pháp tứ niệm xứ mình muốn giữ cho trọn vẹn mà từ 30 phút ở bên pháp bên đây nó đã an trú được mà qua bên đây thì để mà giữ cho trọn vẹn thì nó chỉ có pháp như lý tác ý mà giữ trọn vẹn mà thôi. Cho nên thí dụ như qua bên đây thì con tới 30 phút con tu tập qua tứ niệm xứ, con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, rồi cái dài cái thời gian của nó đến khi đúng 30 phút thì con biết bây giờ là giờ mình tăng lên, thì con nhắc nó lại một lần tâm bất động thanh tạng là vô sự, rồi con kéo dài ra, con kéo dài ra rồi một chút con lại nhắc để cho nó đến khi đúng 1 giờ thì con xả nghỉ, tức là mình tăng lên thêm 30 phút nữa ở trên pha tứ niệm xứ. Lúc nào mà được có niệm thì bắt đầu con dùng ra đấy, là con tu luôn trong 30 phút tiếp đó. Không, con khi mà con tu đúng 30 phút rồi, rồi con tăng lên 30 phút nữa ở trên tứ niệm xứ, 30 phút nữa để rồi 30 phút không có niệm, khi đó là con mới xả ra. Rồi con xả ra thì con ở trên tứ kiến cần mà ngăn về việc ác pháp,
khi nó có một niệm gì ở trên đó thì coi như là con ở trên cái pháp nhân ác diệt ác của cái chúng ta thôi, coi như mình xả là bình thường à. Nhưng mà nó có những cái niệm nghĩ ác, niệm thiện này kia thì mình tăng trưởng nó lên, à, thiện thì mình tăng trưởng, còn ác thì mình ngăn diệt nó bằng cách mình quán tất cả. Mà khi mà bước vào tu để tứ niệm xứ thì hoàn toàn là không niệm. Mà cái thời gian tu nó có thời gian, thì trong một buổi vậy đó con chỉ tu có một thời thôi, một thời một tiếng thôi, còn ba tiếng đó thì coi như là con xả ra, hoặc là con quán xét, hoặc là con đọc sách người kia để triển ra cái tri kiến của mình ra, à, hoặc là mình nghĩ, nghĩ thì không có học, không có gì hết, thì mình ở trên tứ kiến cần để mình ngăn diệt các cái ác pháp khác. Còn khi mà vào tu á, cái thời mà tu của tứ niệm xứ thì hoàn toàn là không niệm, hoàn toàn là không niệm, có niệm là không được. Coi có niệm là nhớ kỹ. Hãy khi vào tu cái, từ cái nhiếp tâm và an trú chuyển qua tứ niệm xứ rồi, lúc bây giờ suốt một tiếng đồng hồ là hoàn toàn là giữ gìn rất cẩn thận, không có, không có niệm, để cho nó ở trên cái tứ niệm xứ cho nó trọn vẹn, nó không, nó như vậy. Kính thưa thầy, là con những cái niệm khác kia thì không biết là nó, con thấy nhiều lúc nó rất là con thời gian rất dài để con để nhìn thấy, để xem nó cho rõ, nó xem như thế nào, nó khởi nó tâm hoặc là cái thân như thế nào, cái ý nó khởi như thế nào, nhưng con không thấy một cái niệm thọ, còn mỗi niệm thọ nó nha vô con thì bắt đầu con ấy. À, coi như cái niệm thọ thì con ví dụ nó con tác ý thôi, rồi con tác ý thọ là vô thường, hãy đi khỏi thân ta, con nói vậy rồi thôi. Nó còn mặc tình nó đau nó nhức, nó làm gì kệ nó, con bây giờ chỉ ngồi chơi vậy thôi, à, trong cái thời gian mà mình ngồi chơi mình xả ra đó, mình không có làm gì đó thì mình ngồi chơi thôi. Còn nếu mà mình bận công việc làm thì nó có bị cảm thọ thì con cũng tác ý để cảm thọ đó nó tự nó lui. Còn nó có kệ nó, mình cũng không lo lắng gì nó, thì cái niệm thọ nó cũng đi, nó cũng đi. Con như thầy con tu qua mấy phút đó thì tại là con khi điều cứ gì đó, con tâm con nó chuyển ra như thế rồi, con không phản hồi, con thả tâm nữa đó. Phát đến thì con sẽ thấy cái con người thôi chứ không. À, 30 phút mà nhiếp tâm thì coi như là nó không có niệm nữa hết. Sau khi xả ra nó có niệm thì con ở trên tứ niệm xứ, ở tứ kiến cần con xả. Ở trên tứ kiến cần dùng cả. Cũng được, nhưng mà nó có một cái khoảng thời gian tu mình nhiếp tâm hoàn toàn nó không có niệm. Còn cái xả ra rồi thì nó có niệm thì ở trên tứ kiến cần mà ngăn mà diệt nó mà xả thôi. Có vậy. Hiểu không?